Theo nguồn tin riêng, nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng đã qua đời tối ngày 6 tháng 9 tại nhà riêng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh do bệnh già. Thọ 82 tuổi, nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng qua đời, ảnh 1, nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng. Trước đó, các nghệ sĩ Tú Trinh, Yến Thu và Mỹ Chi đã đến thăm bà, nhận thấy sức khỏe của bà rất yếu. Lễ tẩn liệm đã được tiến hành lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9 tại nhà riêng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh một thành viên trong gia đình đã liên lạc với nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thúy, phó giám đốc sở văn hóa, thể thao thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi việc, lo hậu sự. Dự kiến tang lễ sẽ được tiến hành tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng sinh ngày 20 tháng 10, 1940 tại Hải Phòng. Bà tên thật là Nguyễn Kim Phụng bà được xem là ngôi sao sáng nhất của điện ảnh Việt giai đoạn cuối thập niên 1970. Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được biết tới tại các nước. Thuở nhỏ, bà theo học trường Huỳnh Văn Nhất, Long Xuyên, An Giang. Học hết bậc tiểu học, bà lên Sài Gòn ở với người chị theo học trung học tại trường Huỳnh Thị Ngà, Tân Định. Năm bà lên 16 tuổi học lớp đệ tứ, lớp 9 bây giờ, đã nức tiếng là một hoa khôi trong giới học sinh, năm 16 tuổi, bà lén gia đình tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân và đạt giải nhất của cuộc thi sau khi vượt qua 2.000 thí sinh. Ông chủ hãng phim Mỹ Vân đã đặt cho bà nghệ danh Thẩm Thúy Hằng. Với vai diễn đầu tiên tam nương trong phim Người đẹp Bình Dương do nghệ sĩ nhân dân năm châu đạo diễn, ra mắt công chúng năm 1958, từ đó bà đã nổi lên như một ngôi sao điện ảnh và chinh phục khán giả màn ảnh động lúc bấy giờ. Cái tên Người đẹp Bình Dương đã theo Thúy Hằng đi suốt cuộc hành trình nghệ thuật thập niên 50-60 sau khi trở thành ngôi sao tỏa sáng làng điện ảnh. Thẩm Thúy Hằng được các hãng phim lúc bấy giờ mời vào vai chính liên tục. Bà đóng rất nhiều phim, khoảng 60 phim, và trở thành minh tinh số 1 với tiền các C 1 triệu đồng cho một vai diễn, tương đương 1 kg vàng 9999 thời bấy giờ, ngoài vai diễn đầu tiên Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương một vai diễn khác cũng rất đẹp của bà từng gây được tiếng vang góp phần đưa tên tuổi của bà lên nấc thang danh vọng. Đó là vai chức nữ trong bộ phim Ngưu Lan Chức Nữ, cũng do hãng phim Mỹ Vân sản xuất, nghệ sĩ nhân dân năm châu đạo diễn. Năm 1969, bà đứng ra thành lập nhóm làm phim riêng mang tên Thẩm Thúy Hằng, tiền thân của hãng Vili Phim nổi tiếng ở Sài Gòn sau này. Bộ phim đầu tiên của bà trong vai trò chủ hãng là Chiều Kỷ Niệm, không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh, bà còn lập ban kịch và viết kịch bản, dàn dựng và đóng vai chính. Một số vở thành công như Người mẹ già, Suối tình, Đôi mắt bằng sướng. Trên sân khấu cải lương, Thẩm Thúy Hằng có vai vũ nữ cẩm lệ trong vở Bóng chim tâm cá của đoàn Thanh Minh, Thanh Nga. Sau 1975 bà tham gia nhiều phim cách mạng như Như thế là tội ác, ngọn lửa cơ rông dung, hồ sơ một đám cưới, đám cưới chạy tan, cho cả ngày mai, nơi gặp gỡ của tình yêu. Ở lĩnh vực sân khấu, Thẩm Thúy Hằng có những vai diễn dáng chú ý trong các vở, cho tình yêu mai sau, đôi bông tai, hoa sim gai trắng, biệt thự hoang tàn. Vai diễn cuối cùng của Thẩm Thúy Hằng là vai phồn y trong vở Lôi Vũ của đoàn kịch Kim Cương. Bà đã được nhà nước phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1984.